这样高估。đứng theo kiểu như này này. Hello, 大家好。Hello, 大家好。大家好。今天又来了小美家，小美准备走了，我过来这边去烤鸡。你拍照片没关系啊，跟我没关系啊，我说话。老板没来。阿鬼你好。你呢？你当特猛。来吧。kiểu như là phân cảnh của một phân cảnh của sao là cho gì mặt khác để chỉnh tóc. Đi này, đây bịt cho bạn xem cái ảnh này.阿贵，牡丹空盈了，高挂。một mét là sáu mươi rồi. một mét sáu mươi rồi. ngày mai đi quế nhỉ, đi chưa?明天去阿鬼家玩。妈妈，俺们计划空地的，俺们挪几百地空啥嘛？计划地 OK 呢 ？OK， 那这空啥？谁上班？不是还有两个人吗？谁？那个新，不是新来的那个，还有两个人，还有叫那阿小平加班，不是可以了吗？我这跑几遍，这出工资，这几遍也行。好，明天准备去那个阿鬼家了。哇，阿鬼，你戴的项链好粗啊！看一下，快点墨，先我做。快点来点，王。王哦。王哎。黄金哦。美银。八十九。美银。美银，公仔。妮妮，哦，妮妮，哦，准备结婚喽！带到，带到，带到！哦，准备带结婚喽，鬼有点乖喽。去韩国找了韩国老公啦，鬼鬼。又我啊，我有瓜。去杀鸡了，我们现在去田里面做鸡吧。gà thì hay là thịt hai con đấy mang xuống dưới kia, còn mẹ chỉ bảo là thịt một con là chị được, lấy con là chị mà ăn. Chưa. Thế mình có thể ăn gì không? Ăn em không? Cái gì? 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 Không biết tìm về đây. Mua không? Không. Giòn à. Hôm nay chỉ làm thơm ngon. Okay. Hai con thịt nữa. 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 Hai con thịt nữa.小美，进过来一点。哇，小美也很高了，高寡了。去田里面做鸡。先去做鸡。这是什么？đi nướng gà thôi. đi sao đi nhỏ tham. à đi bắc bếp. bắc bếp.xinh quá ấy. Ngon quá. Xin chuẩn bị. Xong rồi chị bỏ con gà lên đấy. Xin chuẩn bị去烤鸡的材料.
这是小美家的厨房，这是小美妈妈明明。今天我小美这么开心啊，Hello， 哈哈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 哈贵州啊，哎，这是小美的第四个妹妹。哦，为什么她这么喜欢你的？亲母改的，亲母改的。干嘛？你叫醒过？叫她带她去吃那个烤鸡走。走的。Cái gì á? Mẹ chị Mai rất là cẩn thận luôn. Bảo là ra ngoài kia núi cả cắm đèn vào lều. Tốt quá. Đừng có dí mặt như dạo này rất hay ấy. Ừ. 现在准备去田里烤鸡。好。这是小美的妹妹。我还以为这个没电了呢，还好还有电。烤。啊？怎么了？走，烤鸡走起。哪个就哪个呀？你走，你走快飞飞。好。去哪里啊？去哪个田啊？阿鬼提住，你看阿鬼长很高了，这样看阿鬼长很高了，阿鬼高寡着。休息一下，太远了。他们的田，现在等小美的妈妈过来带鸡过来。这，那 ，Hello， 大家好。这样，行。这么拜的好。我们现在去搞气，搞气，搞气。哇，长太多痘痘了，麦克风。买过。老奶奶起来，所以说都过了没天。找赶紧，二位少爷。Thôi chị mệt lắm mà làm gì? Mẹ theo không làm. Thế bây giờ mình đốn củ luôn nhỉ chị mẹ. Chị nào đi khảo chi? Chị, chị đi khảo. Chị có gì mà chất đầu? Chị có gì mà chất đầu? Ở đây đi, ở đây được không?准备烤鸡了，天黑了。烤鸡，准备。啊，在这边烤。走。烤鸡，再不烤天黑了。在哪？在外面呢，怕等来切鸡。地上。地上。这么多柴火。
小美最后去菲律宾了，带我们一起烤鸡一下。哦，阿鬼，可以剥你口罩了，这在山上了。准备烤鸡。哦，这个是什么？烧火的。哦。大姐现在开始烤鸡。小美，小美，以前你们烤过啊？这个还有准备的这个架子，那架子哪里来的？这个是每个人都做的。咱们两个都是做的。咱们两个都是做的。咱们两个都是做的。咱们两个都是做的。咱们两个都是做的。咱们两个都是做的。给侬给。哎妈，你那边的，你后面就那里，那边，那里绳子一点，一根，边来一根。给嘞给嘞 ，OK， 就。啊？không ra đấy đi, một cái chỗ cái thang kia, một cái ngoài là được. Đây, em ngồi ở đây từ nãy đến giờ. Để một cái thang nhá, một cái thang, một cái ở đây em ấy cho. Đây, 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 đây. Nhưng mà nó có lỗ thang. Cái này không là, cái này không là. Do hỏa, chứ. Ở đây đi, cứ dựng hai que lên đi. Dựng hai que nhiều quá. Mà không mỗi người cầm thay, cầm nhau một cái được. Chồng que xuống. Nó buộc như này mà đúng không? Ừ đúng, buộc thế này. Đây như thế này, một cái que này xuống để ở đây được không?他们现在在研究方案，怎么烤？第一次没有经验。我就在这里。阿鬼，你来拍，我来帮你。阿鬼。给阿鬼拍，我们搞。Lá bàn hộ một chút đi. Hộ một chút, ok. Nào đâm đi. Đây phải nhìn. Không để sưng kẹt cho mình nhìn. Thôi chị rồi nhá. Cái chị đang ngồi. Có thể vào không? Ồ, không được. Thấy nhìn à? Làm đi, không biết. Ok.Sao cái của Vân cắm đẹp thế? Thì mai tối rồi. Hai đi xử trí cho. Chuẩn bị khảo chí là. Chuẩn bị khảo chí là. Ok. Ôi sao mà cầu thế mà cao cái gì mà? Đẹp luôn, ôi ôi. Vân cho đi nướng gà chuyên nghiệp được. Ôi sao cầu bất đồng gì mà. Để chị tìm phương cái này nhé.这搞个这么高干什么？好 ，OK 走，等你。去麦看看。点火仪式开始，准备点火。倒点汽油，这是汽油吧？哦，有。哦 ，OK 走 ，OK 走。小心点哦，云云开始点火。第一次烤鸡看是否成功。北单子呗。哦，开始了。哦，不
不是油吗？đồ đó cháy rồi đó. Oh, OK rồi. Oh, không biết là cho mẹ coi dầu gì mà. Con cười nghe nó cứ dọa em mà bùng đấy vẫn thôi. Ôi thằng mà con nướng gà nó mới bền. Phan chơi một tay cơ à? Cái này nó hết mẹ chỗ để gà rồi. Không, tí nữa cho xuống dưới mà. Chuẩn bị开始烤鸡了，三个小妹妹，四个小妹妹。放满一点咒呢。拖起。哎，现在不能放了，你现在放的炸爆炸了，神经啊！有火了你还放汽油？没有凳子吗，小美？去里面找一下。火是点起来了，下一步烤鸡，鸡呢？啊，现在才去拿啊？天准备黑了。哇！你妹妹在干什么？哎呦，他这么小，他爬上面干干什么？哦，他拿凳子，有凳子。我躲着。你叫他去干嘛？你是小孩子去干嘛？小妹，你自己不去，叫小姨妹妹去，那么小，才六岁。东西宝。他怕，不要他去，天黑了。鸭子还没回家，准备开始烤鸡了。火已经烧旺了。哦，鱼鱼，你拿的这个是什么？放鸡。放鸡 ，OK。斩地。不用斩，不用斩。还没开始烤鸡，他们就已经开始烤配料了。圆圆和阿龟，阿龟，咋？哇，很漂亮啊！这样，有电了这边。哦，我去看一下火。老板种鬼的。嗯，我去看。OK， 我去看火。啊，小美把鸡拿过来了，快点烤，天黑了。这个火能烤熟吗，小美？我不知道。要先煮一下这个鸡才能烤，才好吃吧，应该。这样高过。người ta thường thường là nướng than chứ không nướng lửa đâu chị Mai ạ. Cứ bỏ cái củi ra. Cứ bỏ tạm con gà ra đấy, cháy đấy. Từ từ hạ cầu cầu xếp đi ra đã. Chị để một đầu đấy, một đầu lên trên cái cầu thang ấy thôi. Tham khảo chi hồ thái xảo là. Chính là hoàn toàn là muốn ăn thịt khảo chi. Mày bỏ cái củi ra đỡ cháy đầu. Đi chứ cho mấy chín. Chi đại à, chi đại xem. Quỷ, cái khảo không sủ. Nó nặng quá. Phang đây, phang hỏa trên mặt. Hãy nó đu cây này. Xiao Mei.你是放在火上面这样烤不熟的，还等来头去卖，空没把子没吃。你说放在火上面，等下那个皮不要吃就好了。放啊，那把菜，等下空安上了。谁呀？得怪一下包子。空上。你太高了，烤不熟。有空。cái này phải không có lửa mà bơm mà ấy cơ chị Mai nhở? cái này mà không có lửa mà là than thì đẹp nhở?那个架子都要烧掉了，着火了。你说直接放那个铁架子上，这太高了，烤不熟的。感觉很难熟啊，小美。哦，有油了，有点感觉了。现在，低一点，低一点，没空烧，空烧，低一点。啊，给它空烧，就这样烧，烧熟它。快点，不快得，哎，你来，con gà nặng đít rồi。不能转。快点。không, xem chị có cái que que nào? để em mấy. Chị phải gảy con gà, nó nhảy. Gảy gà ấy, để chứ còn que đây, để không quay được đâu. Để quay tròn này đây, để đầu của chị nhá. Gảy cái gì?
你们觉得我们这次烤鸡怎么样？然后他现在翻也不能翻，用这个刀翻。云云，问了，都乖没得嘞，都做一份，乖睡觉上我。拜拜，你别搬楼，你别落地，你别落桌案是吧？神客，烤不熟是吧？烤得熟的，放心吧，这么大的火。好、哦、，OK， 烤这边。烤分子这样，我得烧一个，烧一个路人去，电视机了。我，喂，手机给我，这边烧黑了，准备清肉，准备熟了。哦，皮都搞掉了，问。我们这是烤鸡。烤了一个小时了，现在还是这个样子。不能出来呀。我烤估计烤不熟了，小美，感觉。怪谁？怪谁？你。你们不会烤？我说直接放低一点，你们放这么高，怎么炒得熟？就把它熏黑了。看看火太大了，怎么放两点？现在可以放在那个铁架上了。不放铁架就真的烤不熟。现在放一组方案，放低一点，放在铁架上。有点烫了，看能不能烤熟。我们都饿了，饿了吗，小麦？挪一坐，来坐，都烤一个小时都烤累了。小美的脸，你看，很累呀、啊。哎，笑死了！继续烤啊，继续战斗。现在已经到一个半小时了，还没熟。不抛弃，不放弃。这禽肉哪有那么快熟，都是红红的。又来了一个小朋友。妮妮。你在烤了，小美的妈妈送来的电，哦，现在好看一点了。继续烤。已经闻到香味了。有电就不一样。哎，小美，你的头上是什么？炊烟袅袅，烤鸡不抛弃不放弃，一定要把它烤熟。现在我强行抢过来，放低一点，太高了感觉没感觉。看看又换了一个方法了，现在是放在这个架子上烤，快两个小时了，小妹。还没一个小时。准备到现在快两个小时，还没一个小时。有木盖的？有几木盖的？哦，那种。我感觉你是他的妈妈。现在烤好了，看一下，看一下，给我看一下，给他们看一下。哇，好香啊！小妹，走，切开看一下，看一下熟了没？我感觉有些地方熟了，有些地方没熟，一定的。暖的来，给我。熟了没，禽肉？老三的叫干，就禽。上回包给了，叫念就禽。我那尾巴呢？禽肉喂。禽肉来有牛肉。我看看。我看看。会不会？这真光啊！红金肉，今天卤的红金。我妈。哪个？
muối nữa ngon. Tô số hảo chữ. Ok, ngon không? Ngon. Không tin nữa. Tin nữa. Tin ăn nhá. Ừ. Ngon hả? Khảo chữ rất mờ hề, rất mờ hảo chữ. Này, sao? Thế thôi để em vào dọn chỗ nhá. Ngon quá.成功了，成功了，真的熟了吗？熟了，等一下我看多一点。好，拿过去，一点没熟也可以吃的啊。嗯，放在这里吃吗？还是去那边？少个母一个奶。你干脆来坐那里，闺女。跟我坐那里。少个母一个奶。我熟。烤得很黑呀。打开，打开看一下，给大家看一下熟了没啊？这个是小美的第三个妹妹，刚刚那个是第二个妹妹，还有哦，这个是第四个妹，他们都说好吃。哦，熟了没？看。哦，熟了，熟了，好像熟了啊。有点不好看，但是很好吃，小美啊。这个还没熟。这个没熟，头不吃，不吃，不吃，不吃。过来，云云。去他家。阿奎，下次去你家，我们用那个土包起来烤。小美，你跟他说。烧，不要烤了。OK， 做叫花鸡。过两天，你别拿猫，别丢，用这个包起来用土，用这个芭蕉叶包起来用土，烤太久了，而且烤的话有点。小美，这是你的第三个妹妹是吧？嗯。她家有四个小孩，行，哎，这个人呢 ？Hello， 好漂亮啊。一二三四五，还有云云五个女孩，烤一个鸡翅。你们切开看熟了没？没熟还可以烤一下。哦，云云又端了两盘好吃的过来。哦，这是什么？放鸡了。清楚清楚。清楚清楚。清楚清楚。清楚清楚。清楚清楚。清楚清楚。很乖，没有熟一点可以吃的，小美。好，我今天我们的视频就到这里了。你们觉得我们烤成功了吗？没有成功。没有成功。过两天还是去阿鬼家，我们重新找一个方案拍。这个效果不一般般。小美，还是挺好吃的啊、哦，土鸡。准备吃完了，第一次烤就啊不好看，但是好吃。准备按黑走。这么多人，一二三四，生的都吃完了，五六，六个小女孩。都吃完了，土鸡就好吃。你那个瓜不冷。来上。下面。等你去会那边回来，我们还烤啊，好吃。啊，给暖呢，好不好？拉冰袋啊，给暖呢，拉呀。你到会那边看到这个视频，你就很想，哎呀，好想我们呀。买有没有关系的？你就非得不割。小美的妈妈。他摘这个叶子哦，这个叶子是可以吃的。在这个叶子来包鸡肉吃。
这个是什么叶子？中国是不吃这个叶子的。拿水洗一下。这个叶子都可以吃啊。小姑娘很喜欢吃。姓赵。姓赵。有没给你？有的。云云又搞了一把叶子过来，我走。阿鬼又搞了一把叶子过来。下面妈妈也喜欢吃，这边我们烤的好呀。给姐，老龙啊，笑，吃叶子。准备回家了，现在烤了两个小时。看看小美，小美很漂亮哦，搞了个推车，鬼，闹着，闹着，按着，按着，俺麦弟你两楼的站长 ，OK， 来鸡也买好了，给了俺麦弟 ，OK， 这里还有个鸡，明天拿到你家去烤，继续烤啊，明天去，小美也去吧，你快进麦弟了，小美。去吧，没空，没空啊，有没给你？有 good。回家了。哎，黑黑的。干什么？哦，先回家了，吃饱了。准备回中国了。啊？怎么了？烤火？为什么？这是干什么？哦。去。OK。这是就是去邪的是吧 ？OK， 来弟，快点吧，就快点，阿鬼，每个人搞一下，去邪。好，拍。弟，那。就 OK， 就 OK 了。还 OK 啊？哦。光嘞，光好嘞。鬼的呢？哦，鬼 ，N U A。哈哈哈哈哈哈！鬼啊，这个很鬼嘞。哦，鬼啊。鬼姐 ，OK， 回家了，拜拜。来，你会不会想我们？看了这个视频。想瓜。想我们就回来。想我们就回来，还是到我公司上班，小美啊。我要你的，好不好？不，哇！这是谁？你妈妈？好漂亮！这是小美的妈妈。妈妈，准备回家了。小美不去北宁了。为什么？天太黑了。拜拜。不知道什么时候能见到你了。拜拜，美。哥，拜拜。走了，拜拜。小美要去菲律宾了，不知道什么时候能见到了。